Xin được kính chào tất cả quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Tử vi chọn đời luôn được mọi người quan tâm bởi việc phân tích, đánh giá tử vi sẽ có thể dự đoán được những biến chuyển trong cuộc đời đến 90% là chính xác. Vậy tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 năm mạng có tử vi như thế nào? Cuộc đời của bản mệnh sẽ có biến chuyển ra sao? Thì hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu thông qua những thông tin chia sẻ vô cùng bổ ích dưới đây. Xin mời! Gia chủ nam mạng Ất Tỵ sinh năm 1965, có cung mệnh thuộc cung Khôn, trực nguy, mạng phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ. Khắc thoa xuyến kim, con nhà xích đế tận khổ, xương con rắn tướng tinh con trâu, ông quan đế độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm cuộc đời nam mạng Ất Tỵ sinh năm 1965 thông qua bài thơ sau. Ất Tỵ mạng hỏa số này, cung đoài lửa cháy sáng người tọa đăng, thu đông lỗi số khó khăn, hai mùa khắc nghịch có ăn, lo hoài, xuân hạ mà đặng sinh thai, kẻ hầu người hạ, có bồi bếp sai, số này tuổi nhỏ gian nan, trở về lớn tuổi có phần an thân, số người cách trở lương duyên, bằng không thì cũng vợ trong vợ ngoài, số mạng phước lớn nhờ trời, khỏi khi bị chết, hụt thời cầm gian. Phải nên phước đức tu tâm, Phật trời hộ độ mới an gia đình. Tổng quan, Ất Tỵ nam mạng có cuộc đời suôn sẻ thuận lợi, cuộc sống được no đủ nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, đến hậu vận mới được thảnh thơi, dễ chịu. Những người này có số hưởng thọ từ 72 đến 85 tuổi, nếu sống hiền lương, lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức thì sẽ tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của người tuổi Ất Tỵ nam mạng được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 1, 2 và 3 âm lịch sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc. Những ai sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8 và 10, 11 âm lịch thì may mắn hơn, chỉ phải trải qua 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên, sẽ được chung sống cùng với người mình yêu đến trọn đời vào lần thứ 2. Nam mạng Ất Tỵ may mắn nhất là những người sinh hạ vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Họ không phải trải qua bất kỳ sự thay đổi nào trong chuyện hôn nhân mà sẽ sống hạnh phúc với tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo công danh, gia đình êm ấm, thuận hòa, vui vẻ, không có lo âu, phiền muộn. Công danh lúc trẻ tuổi phải trải qua nhiều thăng trầm, khi lớn tuổi sẽ đạt được danh vọng và địa vị. Sự nghiệp có nhiều triển vọng. Từ 30 tuổi trở đi, tiền tài luôn dư giả, rủng rỉnh, không phải chịu cảnh nghèo đói, túng quẫn. Tuổi hợp làm ăn. Trong công việc, Ất Tỵ nam mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường công danh tài lộc, đó chính là Đinh Mùi, Canh Tuất và Quý Sửu. Những tuổi này sẽ giúp cho mọi sự được suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn trở ngại, thu về nhiều tài lộc. Ngoài ra trong việc làm ăn, bản mệnh cũng cần phải xét đến yếu tố thời vận để tránh tác động xấu của vận hạn. Trong năm nay, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 gặp hạn hại thái tuế, tức năm hạn thái tuế hại tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó dễ có kết quả. Tiểu nhân quấy phá, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp giảm sút. Cách hóa giải hại thái tuế, giảm thiểu hợp tác làm ăn trong năm, không nên quá tin vào đối phương, tốt nhất bản mệnh nên chủ động, tự chiêu cầu. Quý nhân đến với mình bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy nổi tiếng, vòng tam hợp quý thần. Quý gia chủ nên thỉnh đeo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình, cụ thể là vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng được làm từ một trong những loại gỗ quý hiếm trong phong thủy để kỵ tà, đó chính là gỗ huyết long. Kết hợp với 3 viên mã não, 3 viên đá mã não màu đỏ có khắc hình linh vật tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ hỏa đến Dậu kim rồi đi vào Sửu thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào lực tam hợp của quý thần, mang lại may mắn, tài lộc, hóa giải thị phi. Tiểu nhân hãm hại sau lưng, và khi không còn điều xấu thì việc tốt đến với mình, từ đó tài lộc, hạnh phúc sẽ đến với mình. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ, lựa chọn vợ chồng.
Muốn vợ chồng yêu thương nhau đến trọn đời, công danh tiền đồ sáng lạn, rộng mở, thì Ất Tỵ năm mạng nên lựa chọn các tuổi hợp về tình duyên lại vừa hợp về tài lộc như sau: Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu và Giáp Thìn. Cuộc sống mới được tạo dựng chỉ dừng ở mức vừa đủ chi tiêu, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết khi bạn lựa chọn kết hôn với các tuổi hợp về tình duyên mà không hợp về tài lộc, Kỷ Dậu, Ất Mão và Bính Thìn. Ất Tỵ năm mạng sẽ phải đối mặt với đôi chút khó khăn trong cuộc sống khi nên duyên vợ chồng với các nữ mạng tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Tân Hợi và Nhâm Tý. Nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn cả về đường tình duyên lẫn tài lộc. Các năm 19, 25, 31, 37, 43 và 49, 53 tuổi là những năm xung khắc trong chuyện tình duyên, bạn nên tránh thành lập gia thất vào những năm này. Năm mạng Ất Tỵ sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7, 8 và 10 âm lịch, có thể sẽ phải lấy nhiều vợ chồng trong cuộc đời. Tuổi Đại Kỵ, Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân và Nhâm Dần là những tuổi xung khắc với Ất Tỵ năm mạng. Bạn không nên kết duyên hay cộng tác làm ăn với những tuổi này, sẽ tránh được những khó khăn bất lợi. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì hai người không được tổ chức đám cưới, cưới hỏi linh đình mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám thì sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Năm khó khăn nhất, Ất Tỵ năm mạng có đại hạn vào các năm 27, 35, 47 và 53 tuổi. Mọi việc cần hết sức cẩn thận vào những năm này đề phòng tai họa ập đến bất ngờ hay ốm đau bệnh tật, hao tiền tốn của. Mọi chuyện gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, vì vậy những dự định lớn hay những ý tưởng mới, bạn nên để dành sang các năm khác để thực hiện sẽ thu hồi được kết quả như mong đợi. Vượt qua thời kỳ khó khăn, công việc sự nghiệp và tình duyên của Ất Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn, làm việc gì cũng được như ý muốn. Đặc biệt trong năm nay, bản mệnh cần hết sức cẩn thận do gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây chính là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tiền tốn của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Để hóa giải vận hạn, giảm thiểu rủi ro, nam chủ sinh năm 1965 nên thỉnh sẵn một số pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh của nhà Phật để an tâm hơn. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999, mặt trước là biểu tượng của bát bảo nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc được suôn sẻ, thuận buồm, sức khỏe an khang, có vận đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua, nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm sẽ được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Thời điểm hoàng đạo để năm mạng Ất Tỵ xuất hành chính là ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn. Xuất hành vào thời điểm này, mọi chuyện sẽ suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, được như ý nguyện, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, tình duyên vô cùng thuận lợi vào năm 20 tuổi. Sang năm 21 tuổi và 22 tuổi có nhiều triển vọng trong công việc. Đến năm 24 tuổi và 25 tuổi cần phải cẩn trọng trong đường công danh và tiền của. Tháng 10, năm 25 tuổi có hạn nhẹ, phải chú ý kẻo rước họa vào thân. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi gặt hái được nhiều thành công vang dội trong công danh sự nghiệp. Sang năm 27 tuổi và 28 tuổi, Kỵ xuất hành đi xa và hợp tác, thực hiện các dự án lớn. Đến năm 29 tuổi và năm 30 tuổi, mọi chuyện đều ổn, tài vận và chuyện tình cảm ở mức trung bình. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi cuộc sống không có gì thay đổi nhiều. Năm 32 tuổi và 33 tuổi, cần chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo ốm đau, bệnh tật, hao tốn tiền tài. Năm 34 tuổi và 35 tuổi, công việc gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, công danh tài vận rộng mở sáng lạn vào năm 36 tuổi. Sang năm 37 tuổi, 38 tuổi, mọi chuyện đều ổn từ công danh tài vận đến chuyện công việc và tình cảm. Đến năm 39 tuổi và 40 tuổi, công danh tài vận có nhiều bước tiến vượt bậc. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi cần phải hết sức thận trọng trong công việc, gia đình có chút phiền muộn, lo âu. Năm 42 tuổi và 43 tuổi được nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Năm 44 tuổi và 45 tuổi, công danh tài vận như ý, nên xuất hành đi xa sẽ thu được nhiều thành quả bất ngờ. Từ 46 tuổi đến 50 tuổi, mọi việc đều bình ổn vào những năm này, từ công việc đến gia đạo, không có biến cố nào lớn xảy ra.
từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Vào những năm này, không nên quan tâm quá nhiều đến chuyện công việc mà hãy dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và gia đình con cái. Ngoại trừ năm 52 tuổi có vận may song hành, những năm còn lại cẩn thận trong mọi công việc. Từ năm 56 tuổi đến năm 66 tuổi, những năm này được thảnh thơi, ăn hưởng tuổi già, vui vầy cùng con cháu, không phải bận tâm suy nghĩ bất kỳ điều gì. Nếu hành thiện tích đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ nhiều hơn 62 tuổi. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi vừa mới luận giải xong tử vi chọn đời Ất Tỵ 1965 về công danh, gia đạo, tình duyên và sự nghiệp. Thưa quý vị, chúng tôi luận đoán những thông tin trên thì có thể nói rằng là không thể nào chính xác được tuyệt đối 100%. Tuy nhiên, những thông tin này được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của chúng tôi, cho nên về độ tương đối chính xác là tới 90%. Những phần còn lại thay đổi như thế nào phụ thuộc vào tâm tính của tất cả quý vị. Chúc quý vị an khang, thịnh vượng.